Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương cùng anh Cấy đang ở khu nhà của em Cấy Khiếm Thính với lại em Vân. Hôm nay em Dương vào đây tiến hành trao phần quà của cô Mười ở Quy Nhơn. Cô có gửi cho cháu Vân một côi là 500.000, cháu Cấy Khiếm Thính là 500.000, cháu Cấy Cụt Tay là 500.000, hỗ trợ kênh xăng xe 500.000, cháu Hồng bên kênh Linh Văn Bé là 500.000. Cháu Hồng ở bên kênh Linh Văn Bé thì do là không cùng tuyến đường, với lại hôm nay anh em cũng không hẹn được bên anh Bé nên là chắc là để hôm khác anh em bên đội tin và sân dân tộc sẽ đi sang bên đấy để tiến hành trao cho cháu Hồng. Còn của em Cấy Khiếm Thính thì là do là của nhà em đấy, hiện tại là vẫn còn nhà cửa của em vẫn còn đang phải lo và cần khá là nhiều tiền ấy, thì chắc là cái phần tiền này của em Cấy thì bên đội tin và sân dân tộc cũng có trao đổi với nhau rằng là sẽ cho vào để làm cái quỹ làm nhà luôn. Và phần của em Vân thì lát nữa anh em sẽ đi xuống đấy để mình trao luôn cho em Vân ạ. Và còn của cháu Cấy Cụt Tay thì ở đây là cháu Cấy đấy là em cũng chưa đi bao giờ ấy, thì là ở cái tuyến đường ở phía đằng sau bên này đúng không? Ừ, đi qua đằng sau. Vâng. Đấy thì cảm thấy lát nữa anh em mình sẽ đi sang đấy bên đấy. Và còn có một cái khoản quỹ nữa, đó là cô Lan ở Mỹ có gửi đến là 500 đô giúp đỡ mua gà nuôi cho tem bản sắc dân tộc là 200 đô này. Còn 300 đô mua đèn năng lượng mặt trời cho em Cơ. Còn lại bù vào quỹ của cô Lan hôm trước để mua 3 chiếc xe đạp cho con em Cơ. Mua gạch lát nhà vệ sinh cho Cơ. Mua móc tường nhà vệ sinh cho Cơ. Mua bồn cầu đứng, vòi bát sen cho nhà vệ sinh của nhà anh Cơ. Và trích 1 triệu ra để cho hai em quay phim. Thì nhân đây thì em Dương cũng sẽ tiện là trao luôn cái phần tiền 1 triệu trích ra của cô Lan để cho hai em quay phim. Do là hai em cũng không tiện lên hình ấy thì em Dương cũng sẽ gửi ở phía sau màn ảnh ạ. Bên anh gửi hai em nhé. Đây cái khoản tiền là 1 triệu là có cô gửi cho hai em. Thì hai em cũng không tiện lên hình thì em Dương cũng xin thay mặt hai em quay phim cũng như là bên đội tin bản sắc dân tộc cảm ơn cô Lan đã gửi cái phần tiền này đến giúp đỡ bên đội tin bản sắc dân tộc mua vật nuôi cũng như là hỗ trợ hai em quay phim để có tiền xăng xe đi lại. Chúc cô cũng toàn thể gia đình luôn luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc cùng với thật nhiều sức khỏe ạ. Bây giờ chắc anh em mình cũng xin phép là sang bên này ở đây cái chỗ nền nhà của em Cấy Khiếm Thính thì hôm nọ anh em cũng đã hoàn thiện và có thanh toán cái phần tiền còn dư lại cho bên bác của nhà em Cấy rồi. Thì giấy tờ đã hoàn thiện xong ấy, anh em đã hoàn thiện xong và bây giờ cái chỗ đất này là hiện tại là của em Cấy rồi ạ. Và ở đây thì không biết là hôm trước anh Cấy đã cũng có đo qua chỗ này một lần nữa đúng không? Đo rồi, hôm trước mình lúc đầu mình vừa vào đây để cọc ấy cũng đo. Cái chiều này thì cũng là 12 mét vuông. Và cái chiều này cũng 12 mét vuông thì nhân ra thì 144 mét vuông. Thì lúc đầu vừa vào đây để coi như mình mua ấy thì cũng chú cũng đưa ra một cái hướng để cho em Cái về tới này nếu mà làm nhà thì mình làm cái chiều này. Coi như cái nhà nó theo cái chiều rộng thế đấy. Cái hướng cửa cái giam cái phòng khách thì đây, còn cái hai cái ngăn buồng của bên kia. Phòng bếp thì đang ở vị trí này, thì ý là chú cũng đã đưa ra cái hướng thế này. Nhưng mà đã để tiến tới này, anh em mình cũng vào đây để coi như gọi anh em đội thợ vào đây khảo sát xem là cái vị trí mình sẽ đặt cái hướng nào nó hợp lý nhất. Đấy là cái được cái sự góp ý của bác đấy, cái bác của em Cái, tức là cái chú đấy cũng chú bán cái phần này này, chú đã đưa ra cái hướng như thế này cho em Cái để xem nào nếu làm hướng như thế này em Cái có thích không. Nhưng mà em Cái bảo là làm thế này cũng rất là được, nhưng mà đang chờ thì mấy hôm này anh Ngọc anh em mình hoặc là cái mấy anh em thợ ấy, mỗi người góp một ý kiến xem nào cái kiểu xây cái nhà kiểu này có hợp lý không ấy. Thì qua cái này thì em Cái cũng mong là tất cả quý khán giả các cô bác ấy để xem là cái hướng này nhà nếu làm như thế này, cái hướng cửa chính ấy, tức là cái phòng khách cửa chính mở ra đi vào đối diện bên này thì nó được không. Vì ý là chú đấy cũng đã bảo là tới này kiểu gì thì cái nhà thì nó chỉ là xây từ cái đến đây thôi, còn để cái trước cửa này nó rộng ấy, trước cửa này nó rộng thì mình có thể thành một cái sân này ở sau này đi nó tiện hơn nhiều ấy. Thế bây giờ mình nếu mà mình để sân ở ngoài này rộng hơn và mình xây ở nhà này cũng được mà. Bởi vì nếu mà làm theo em bản thân em nghĩ ấy, thì mà
Ví dụ như bên đang được cái tả ly này đang đẹp như thế này mà tự dưng bên mình xây nhà ở cái góc như bên này thì nó lại không hợp lý này. Đây là một góp một ý kiến nhưng mà thôi để xem nào. Sau này tiến tới này mình bắt đầu vào khởi công đào móng mới biết. Đây là lúc đầu ấy thì anh vào đây thì được chú cũng góp ý như thế cho em cái thôi. Vâng. Thực tế là để sau này mình bắt đầu để khởi công xem nào đây ra cái hướng nào nó bìa phát nào tốt nhất mà hợp lý nhất. Vâng. Để xây ra được cái căn nhà nó mà rất là đẹp và thoáng hả? Thôi thì bây giờ em mình chắc ít đi xuống dưới kia để xem là để trao phần khoản hỗ trợ này cho em Vân cũng như là thông báo cái có thêm cái nguồn quỹ cho em cấy nhỉ. Vì là bây giờ thì các bác cũng đã biết là em cấy ấy, thì hôm nọ thì cũng mấy anh em cũng đã giúp em đấy là dỡ cái căn nhà ra, thì em cũng không biết là hiện tại em đang ở đâu ấy, gọi là đang đi lang thang ấy. Bây giờ thì chắc là đi ở nhà anh Chứ rồi, anh Chứ hoặc là em Vân gì đó. Đúng rồi. Giờ em cái mà là nhà thì tuy cũng chưa giới nhưng mà cái chú đấy không thể ngủ được, vẫn ngủ ở trên cái gác chuồn tê. Ui, đây có con bò to nhỉ. Bò nhà nào cũng nhỉ? Bò chắc là bò của anh nhà trên này chắc. Bò đẹp phết đi chứ. Ui, không thế. Sợ thật chưa? Bò này mà hút thì sợ lắm nhỉ. Đó. Đi, em cái mà. Ôi, đây em. Chào em. Đi đâu ấy? Em đi đợt đá. Chuẩn bị đi đợt đá? Vâng. Ủa, thế em một mình hay là có nhờ ai đi nữa? Em một mình. Một mình hả? Đợt đá làm gì em? Đợt đá để bỏ anh mua được mảnh đất rồi. Sau này phải mua vật liệu về thì em sẽ nghĩ là vẫn dùng đá học nữa thì em tranh thủ đi đợt đá. Ý là em tranh thủ đi đợt đá. Tức là bây giờ cũng biết là nhà mua được đất để làm cái nền nhà rồi thì người nữa tiến tới nó chuẩn bị làm nhà thì mình đi đập đá trước đúng không? Thế thì cũng được nhưng mà trước mắt thì thế em cùng với lại anh đi xuống cái chỗ nhà của em Vân, anh cũng có thông báo với em có một cái tin cũng khá là vui để cho em ấy nhá. Nhá, anh em đi nhà đấy đó. Đi vào nhà Vân trước phải không? Nhá, cứ để đây thôi nhá. Ý là em cái tự một mình ấy, mình cũng đi đi lấy đá học trước ấy, để chủ động đi lấy trước để tới này coi như là mình lấy được nhiều ấy, thì sẽ nhờ anh em bà con ra lấy xe lấy chở. Ô anh Chứ. Ơi. Anh Chứ không biết làm ở đây á? Ôi. Đây ạ. Vì lần đầu tiên em cái vào đây cũng thấy là ngừa con trai đàn ông mình giúp vợ làm công việc này. Anh Chứ khéo tay nha. Tất cả mọi công việc biết. Cuốn cái lanh, cái dây lanh này đúng không? Con này chỉ cần quay chỉ tàu. Ủa, không vừa chăng? Hả? Phẫu con hả? Nó phá nửa. Cành xoay này. Ủa, tao biết chá. Tao mày. Ta chịu vừa. Sửa ừ, tỏa đây ít luôn. Đạt nha. Đây là cái công đoạn làm lanh. Có cái công đoạn này là còn mấy công đoạn nữa đúng không anh Cạnh? Đây là mấy cuộn sợi lanh mà sau khi các chị em cũng có dệt ấy, là trước đây em Dương cũng có chia sẻ đến quý cô bác một lần rồi cái công đoạn đấy thì cũng làm rất là cầu kỳ, mới làm sao để quấn những cái sợi lanh nó vẫn còn đang thành gọi là miếng, thành miếng ấy thì quấn là sao nó thành để cho sợi lanh nó quấn lại thành một sợi tròn mới bắt đầu tiến hành là làm như đến cái công đoạn này. Anh Chứ kéo tay thật nha. Đây nhá, anh cũng là lần đầu tiên đấy vào thấy người con trai đàn ông này làm cái công việc của phụ nữ đấy. Anh thế anh hỗ trợ bao giờ chưa? Chưa, thế này anh cũng biết là anh là người hay đi làm đi như thế này không có thời gian vì công việc này thì chỉ có những người mà dành biết làm thôi. Em nghe cái tiếng đang dệt ở bên trong hình như là chị đang cuốn cái này đúng không? Vâng. Hả? Chị vợ của anh đang làm cái này đúng không? Cuốn cái dây này đúng không? Thế thì thôi anh em mình đi vào trong. Đang làm sao? Sau này á? Tưởng là ở trong nhà. Nhớ sàn đầu. Cái á, cái dưới rồi. Nó tha đấy à? Đây. Đúng không? Ừ, thấy chưa? Đây, các kia mà xây như thế này thì làm sao mấy cái sợi lanh nó cứng.
tròn lại vào với nhau để mới bắt đầu làm thành cuốn, thành cuốn như này. Mình làm dạng giống như một cuộn chỉ ấy. Sau đó mới nối lại vào với nhau, là cái công đoạn nối lại và thành một cái sợi dây thu xếp dài ấy, là hiện tại là anh chú đang làm đây ở bên kia. Còn trước mắt lúc đầu nếu mà vẫn chưa quấn như này thì sợi lanh nó cũng sẽ thành tấm như thế này hay chú không? Đây nó vẫn chưa quấn tròn lại mà là nó thành dạng tấm như này đây. Ở đây thì có một cái sợi nó to to một tí thì nó sẽ nhìn dễ hơn ở đây. Đây này, đây này, nó sẽ thành dạng tấm như này. Đó. Đây là cũng những cái công đoạn là làm lanh của bà con đồng bào người Mông ở phía bên trên này. Tuy nhiên thì là nói chung là có những cái bản thân em Dương thì vốn từ tiếng Việt ấy cũng khá là hạn hẹp, cũng không có được quá là nhiều cái vốn từ tiếng Việt để mà diễn đạt được tốt, để cho các bác hiểu được hơn cái công đoạn làm lanh của bà con đồng bào người Mông trên này như thế nào. Mình chào thế, đi chiều lậu rồi. Anh em mình cũng sẽ sang nhà em Vân tiện thể hôm nay hai anh em mình xuống đây thì em cái cũng một điều rất là bất ngờ ấy, cũng thấy người con trai dân tộc Mông mình cũng đã giúp vợ những thế này, cái giúp vợ thì cũng rất là nhiệt tình thật, nhưng mà thực tế là em cái cũng biết làm, anh chứ cũng biết làm, em cái cũng rất là đệ tử anh chứ thật. Em có biết làm cái này không? Anh cũng không biết vì cái này anh cũng suốt ngày đi thế này anh cũng có thời gian ấy. Về cách này là để cuốn như thế này cũng phải biết, nhưng mà sai một cái chỉ với sở nào lúc mình dỡ ra thì nó lại rất là phức tạp ấy. Em Vân đang bóc vỏ cây làm bằng tay thôi. Chào em. Chào chưa? Chưa. Chào anh cái. Vâng, chào em. Đang làm việc à? Vâng. Nắm nóng sao không lấy vào chú là dân để ấy. Em. Mình lấy cây vào chú nào dân dân để ai bỏ chứ. Nhưng mà chưa có chỗ dân bên kia hoặc là chỗ này đằng sau mình chọn chỗ nào dân dân để chứ. Ủa rồi tội mình nóng nóng thế này cứ chọn chú nào để làm. Mình lấy chú dân dân xong thì mình ấy tận dụng cái vỏ này để đu ấy. Nấu củ này, coi như làm củ để nấu cơm ấy. Cái này củi này cái vỏ cây này không phải là để nấu cơm được, để đun nước tinh tinh thôi. Đun nước nấu canh cũng được mà, ý là em vừa nãy em đi vào trong nhà này anh có thích được nóng vào nhà nó than đỡ hơn này. Để ghế ngồi anh chưa hưng cân bố em đi lâu vẫn chưa về à? Chưa. Có gọi điện được không? Người toàn mồ hôi nắng quá. Em gọi không được bởi vì em không có số. Không có số à? Ngồi. Nhưng mà em ngồi đây. Hai em đang đi làm tần, nó chuẩn bị đổ mũ nó này đi. Mũ này là anh nhớ không nhầm, mũ này là trước cũng được cô bác gửi đến cho đúng không? Đúng ạ. Cả của cánh nữa mà đúng không? Đúng ạ. Thì cũng thật sự là phải nói là rất là cảm ơn cô bác quân các nhà hảo tâm đã gửi tiền làm quỹ làm nhà này cho đến gọi là nhu yếu phẩm, rồi còn có gửi đến những cái quần áo và quần tư trang các thứ để cho hai em cũng có cái mà mặc cũng như là có những cái khoản chi tiêu. Thì đồng thời thì hôm nay anh vào đây cũng có thông báo với hai em là có cô 10 ở Quy Nhơn, cô có gửi đến cho hai em mỗi người là 500.000 để giúp đỡ cho hai em. Còn tuy nhiên thì ở cái khoản tiền của cái ấy, thì bây giờ là nhà mình cũng đang tiến hành là chuẩn bị làm xây nhà, làm nhà làm cửa ấy, thì cái khoản quỹ của nhà em hiện tại cũng không có quá nhiều. Bây giờ giá cả vật liệu các thứ nó rất là đắt đỏ. Bên nhà anh hôm nọ anh cũng vừa mới lấy thêm một xe bồn kia cũng anh biết đấy, còn anh xe anh còn tambo lên trên này đi lên trên nhà của anh còn ít, còn không nhiều
mà còn đường bê tông ấy người ta lấy rất là đắt rồi, nên anh đang lo là mai này lên trên chỗ nhà em này ấy, sợ người ta lại lấy đắt quá mình lại không có đủ chi phí mà làm ấy, thì cái khoản 500.000 của em ấy bên đội team chẳng hạn sắc dân tộc cũng trao đổi lại với nhau rồi sẽ cái giữ lại cái khoản đấy để cho vào cái quỹ làng nhà, thì em thấy thế nào? Vâng, để vào quỹ làng nhà vẫn được. Ừ, để vào quỹ làng nhà nhá. Vâng. Để cho có thêm quỹ. Còn cái khoản của em Vân thì hôm nay thì em Dương vào đây thì em Dương cũng sẽ tiến hành là trao luôn cho em Vân đây. Đấy cô, bởi vì nhà cửa của em Vân hiện tại cũng đã hoàn thiện xong và đang cái chuồng trại thì vẫn còn có cái quỹ vẫn còn là tương đối là nhiều. Đây là 500.000 anh gửi em nhé. Vâng. Có cô Mười ở Quy Nhơn cô gửi giúp đỡ cho gia đình em. Vâng. Cháu cả ơn cho cô Mờ ạ. Con còn gửi tiền về cho cháu để mua xe, mua sang xe và mua nhu yếu phẩm lúc anh Dưa và anh Cái bận vào không được đây, cho em được mua những yếu phẩm nữa, thì cháu cảm ơn cho cô và chúc gia đình của con luôn luôn mạnh khỏe và bình an ạ. Thế em có đôi lời gì cảm ơn cô không? Cháu Cái xin lời cảm ơn cô Mời đã gửi phần tiền về để là quý là nhà cho cháu. Cháu rất là cảm ơn và chúc gia đình cô sẽ luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Vâng ạ, ở đây thì cái khoản quỹ của nhà em Cái thì cái phần 500.000 này khi mà thêm vào quỹ làm nhà thì cái tổng số tiền hiện có của gia đình của nhà em Cái có bao nhiêu thì em Dương sẽ ghi ở phần đầu video nhất quý bác nhé. Vì là hôm nay em Dương đi ấy, thì em Dương cũng không có đem theo sổ thì em Dương cũng không nói rõ được cái tổng quỹ bây giờ hiện tại có bao nhiêu. Bây giờ cũng có hơn 100 triệu là 100 mấy ấy, thì em Dương cũng không nhớ rõ lắm. Tuy nhiên này em Dương sẽ ghi ở cái phần đó tổng số tiền cũ hiện tại có là bao nhiêu và thêm 500.000 nữa này là có thêm bao nhiêu thì em Dương sẽ ghi rõ ở phần đầu video nhé quý bác. Để hôm nay thì chủ yếu là anh em cũng vào để điện báo cho em cái tin này mà cháu nốt cái phần quà nhá. Thì em lúc đấy em tự chủ động một mình đi tìm đi lấy đá học trước à? Vâng. Thế đi lấy ở đâu? Đi lấy ở chỗ trước kia vẫn đi đập ấy. À đi đập ở chỗ trước kia vẫn đi đập đấy á? Vâng. Bên đấy có đá ở không? Có nhưng mà cấm quá, chưa biết chưa đi đập sẽ có cái nào đập được hay không. Ừ. Đi đập trước sẽ có đập được nhiều không? Ừ. Đấy ý là em cải thiện thính à, em chủ động là mình một mình tự làm trước, mình lấy đá đập ở đây một chú trước hay sau thì lúc nào mà anh em mình vào đây triển khai thì cũng có cái phần đá học để làm bóng phải không? Đúng rồi. Em cũng rất là mong muốn có một cái căn nhà mà khang trang sạch sẽ giống như nhà Vân, thì một công việc đấy em tự chủ động, lúc anh em mình vào đây cũng thấy em cũng lấy cái búa cái sạc be, cứ tưởng là em đi làm gì, em bảo là em chủ động đi tìm đá học. Người cũng đang rất là mong muốn cần thiết nhất là có một cái căn nhà nhé để cho che em đỡ nắng đỡ mưa ạ. Thế bây giờ vẫn bố em không về thì một mình em cứ ở nhà để bỏ vỏ canh thế à? Đúng ạ. Thế chuồng trại em dự kiến là lúc nào làm đấy? Chắc là ngày mai hay thế nào? Cố gắng nhá, mình bây giờ đòn tay cái các kiểu anh em mua vào hết rồi. Chủ động ấy, mình chủ động đi làm thôi, không phải là đợi anh em mình, vì anh em mình cũng bận rất nhiều công trình ấy. Vâng. Rất nhiều công việc ấy, không thể là anh em mình vào thì em mới gọi là nhờ anh em bà con nhá. Vâng. Em tự ấy, mình cứ tự làm dần trước. Vâng. Cái chuồng bò của em mình làm nhanh nhất ít nhất cũng phải mất tầm 3-4 ngày. Đúng. Không thể làm một ngày xong được. Đúng ạ. Nhất là cái cột. Vâng. Cái cột đục khó, cái kháo này nó cứng. Vâng. Đục nó khó lắm. Có người, có tầm 5-6 người như thế thì chắc là hơn 2 ngày tí được. Ừ. Thì mỗi người hộ một lỗ thì nó sẽ dễ hơn. Đúng. Đục một lỗ thì mỗi người đục một lỗ thì dễ hơn. Còn phụ thuộc vào xem là mình có đủ để mà trang bị để mà làm hay không nữa. Ví dụ như là không có cái đục đẽo kia thì là cũng khó đấy. Ừ, không có cái đục đấy thì ừ. Thứ nhất là anh chứ có cái máy cương ấy, dòng máy cương xong thì mình chỉ có cáp xuống thì nhanh hơn. Ừ. Nhưng mà nó phải tùy thuộc vào cái lam nữa hay sao ấy. Đúng rồi. Cái, phải có cái lam ngắn kia thì mới đục được hay sao ấy, không nhầm là đấy. Ừ. Nhưng không mà đúng. Nếu như mà ai mà dùng quen rồi khỏe giống như kiểu súng ấy. Vâng. Thì đục vẫn được.
Thế thì hai em làm việc gì thì cứ làm nhé. Mà anh nên tiện mà đến đây thì cũng có đi trao nốt cái phần quà của cô Mười cho các cái hoàn cảnh khác đấy. Vâng. Nhá. Thì chúc mừng hai em được hỗ trợ để có mắt thì thế nhá. Bây giờ thì hai em có việc gì thì đi làm nhá. Còn em lấy tiền về cho em. Rồi. Đừng buồn nhá, cái khoản quỹ đấy thì cho vào quỹ hàng nhà của mình thôi, nó cũng không đi đâu cả. Để mà mình có thêm cái nguồn quỹ, mai mình còn mình cái kia cho cái cho khoản tiền kia cho vào quỹ rồi thì mình cũng sẽ mai này ví dụ mà bà con đến hộ thì mình lại trích cái quỹ ra kia để mà mua thức ăn này, mua gạo các thứ để mời bà con ăn đấy, ví dụ là như vậy. Vâng, được chưa? Rồi. Thế thì hai em làm việc thì cứ làm đi. Còn bây giờ thì em Dương cùng với anh Cái chạy cũng di chuyển đi sang bên chỗ nhà của anh Cái Cụt Tay để trao nốt cái phần quà cho anh đấy á. Em Dương, cái hoàn cảnh của anh Cái Cụt Tay là nhà này. À, ở nhà này à? Vâng, trước kia thì em cũng bận, em vào đấy thì anh cũng đã vào đây rồi. Nhưng mà cũng từ lúc cũng khá lâu anh em mình cũng không vào đây. Cũng nghe anh em hàng xóm cũng hay xì xào, cũng bảo là em Cái ấy, thì cũng lúc ở đây, lúc ở bên kia, nói chung là không ở cố định được. Thì em Cái cũng vào đây. Thế chung hôm nay thì lại cùng em Dừa anh em mình sẽ vào cũng liệu anh Cái Cụt Tay có ở đây hay không nhá. Để, ôi, cái nhà này được sang sửa lại là đây ạ. Ôi, trước kia thì anh vào thì cái nhà này vẫn chưa sửa như thế mà. Trước thấp kia, tẹt nhỉ, giống nhìn giống như cái lán nương hơn á. Ờ, đây cũng lúc đầu vào đây thì cũng bảo là có một em. Ô, không, anh kia không ở nhà à? Không, bây giờ đi đâu rồi, đồ đạc. Kiểu như là sau này bụi bặm hết này, không như kiểu không có người ở ấy sao á. Chắc là nóng quá không ở được. Nhưng mà anh vẫn nghe anh em hàng xóm ấy hỏi dò bảo là liệu em anh Cái Cụt Tay có ở cố định một chú ở này không. Thì anh em hàng xóm cũng bảo là anh đấy anh cũng lúc do xảy ra cái mâu thuẫn trong gia đình ấy, lúc bực lên thì mới chú thì ở đây ở bên này một thời gian, ở bên kia một thời gian thôi. À. Hóa ra anh đấy vẫn có bố mẹ, mà hiện tại bố mẹ của anh đấy vẫn ở, vẫn có anh em, cũng do là xảy ra từ mâu thuẫn trong gia đình ấy. Vâng. Thì lúc đầu anh vào chia sẻ cái hoàn cảnh ấy, thì em Cái vào đấy chia sẻ hoàn cảnh lần đây thì cũng được có một em cũng giới thiệu, mà cũng được sự xác minh của bên thôn ấy, tức là cũng có anh Lúa, anh đã làm thôn trưởng và bí thư đoàn trong thôn nữa. Anh trưởng thôn bận, anh trưởng thôn cũng giao công việc, cứ bảo là anh Lúa vào đây để cùng anh em mình xác minh thực tế là có phải hoàn cảnh đấy không. Nhưng mà cũng được anh ấy cũng đảm bảo và là đây là thực tế là anh Cái cũng ở đây. Nhưng mà qua cái câu chuyện đấy thì anh mới hỏi bà con dò đấy ở xung quanh thực tế là anh Cái Cụt Tay có ở xác định một chú không ấy. Thì nghe bà con bảo là lúc bực ra thì do xảy ra thì mâu thuẫn trong gia đình ấy, ở đây một thời gian, ở bên kia một thời gian thôi. Như kiểu là cãi nhau thì đi ra ngoài ở thế thôi đúng không? Vâng. Bởi vì em thấy là ở trong này ấy, nếu mà ở lâu thì chắc chắn ở đây cũng sẽ được quét dọn cẩn thận này, và đồ đạc cũng phải có. Đây ở trên này cũng bụi bặm rất là nhiều này. Đấy. Và cái mà mình dễ nhận thấy nhất là đồ đạc không có là một cái thứ nhất, là cái thứ hai là không thấy cái chỗ bếp nấu ở đâu. Vâng. Đấy, bởi vì nếu mà có ở đây cố định thì kiểu gì cũng phải nấu ăn chứ, không nấu ăn sao được đúng không? Theo anh nghĩ là đây vẫn củ thì vẫn có đấy, nhưng mà chắc cũng bỏ lâu sao. Lúc để trước kia thì nấu ở đây nhá. Lúc mình vào đây thì không chưa có chưa lấy bổ cái cây chê để dậy như thế này đâu. Nên chị bưng cái chỗ này bên tạm đi, cái chỗ này vẫn chưa bưng hết. Chắc là cũng thế lâu lâu anh em mình không vào đây ấy. Cái này thì chắc cái này giống như kiểu cái lán nương thôi nhỉ anh nhỉ. Bởi vì ở đây cũng xung quanh là bao quanh là toàn là nương hết, nương ngô hết mà. Vâng. Và thật sự là đi đến đâu thì cũng thấy bà con, nếu mà ở chỗ khu nào cũng vậy, lúc nào mà ví dụ như là có nhà ở này hay là kể trên nương ngô thì lúc nào cũng xếp đá như này thành hàng như này. Đấy, xếp đá ở nương là chủ yếu xếp là để giữ đất. Đấy, còn ở nhà cửa thì đã xếp để mà quay lại nhà lại. Cái này mà nhà nào mà cần đá hộc mà ở gần gần đây lấy làm đá hộc đi nhỉ. Tiện. Thì hôm nay thì vào đây thực tế là không biết là biết là cái hoàn cảnh của em anh Cái Cụt Tay thì chắc không thể cố định một chỗ được, vì lúc đầu tiên ấy vào đây cũng hỏi dò với bà con anh em mình cũng gọi ở bên thôn và xác minh thực tế rồi, nhưng mà một phần là do anh đấy vẫn có bố mẹ có anh em, chắc là xảy ra từ lúc mâu thuẫn lúc cãi nhau không hợp thì mình mới trốn tạm đây một thời gian thôi, không thể là cứ ở đây mãi được. Người ngoài cứ giận thằng lại về như thế. Vâng, lúc đấy một hai hôm xong thì coi như là cảm giác ấy, trong lòng nó đỡ thì dây lại quay về thôi.
Đây hôm nay chủ yếu em Dương cùng với lại anh Cái ra đây để mà trao cái phần quà của cô Mười ở Quy Nhơn có gửi đến cho anh Cái cụt tay. Thật sự và cũng em Dương thì mấy lần trước ấy, thì em Dương cũng không được đến đây thì em Dương cũng không biết rõ tình hình này như thế nào. Tuy nhiên thì là hôm nay cùng với anh Cái vào đến đây thì cũng không thấy đồ đạc của anh Cái cụt tay ở đâu. Và cái chỗ nấu nướng cũng không thấy bất cứ một cái gì cả. Nên là em Dương nghĩ là cái vấn đề này, cái hoàn cảnh này chắc là có lẽ anh em bên đội tiên sản xác dân tộc cũng sẽ ngừng chia sẻ và hỏi rõ bên chính quyền để làm sao về rõ về cái vấn đề này một lần nữa. Sau đó thì anh em sẽ có một video thông báo lên để quý các bác được biết và sớm có những cái hướng giải quyết những cái khoản quỹ mà cô bác có gửi đến ạ. Bởi vì chính xác là hôm nay anh em vào đến đây thì cũng bảo là nếu để trao cái phần quỹ của cô Mười cho anh Cái, tuy nhiên lại không gặp được anh đấy. Khi mà làm rõ được vấn đề thì anh em sẽ làm thông báo lên và sẽ liên hệ lại với bên Mạnh Thường Quân để xem có hướng sử dụng cái phần quỹ đấy như thế nào.